Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị và các bạn, trong những tiết mục mới Thu Thanh gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam, các soạn giả đã đặt lời cho rất nhiều thể loại dân ca và nhạc cổ truyền. Một trong những loại hình dân ca và nhạc cổ truyền được nhiều soạn giả say mê viết, đó chính là hát chèo. Và chương trình hôm nay xin được gửi tới quý thính giả những tiết mục hát chèo được chúng tôi Thu Thanh vừa qua. Năm xưa bay dầm đồng hoa, hôm nay sông lúa trải vàng chân. Thêm say nụ cười ánh mắt đong đầy niềm vui, làng quê mới tràn hoa niềm vui mới. Vừa rồi là tiếng lòng reo vui của soạn giả Xuân Mật trước khung cảnh quê hương tươi đẹp trong bài Niềm vui trên quê mới do nghệ sĩ Hạnh Ngân trình bày theo điệu chức cầm hồi văn. Thưa quý vị và các bạn,
Mất mát vì chiến tranh nhiều vô vàn, song có lẽ sự mất mát của những bà mẹ là vết thương lòng khó lành nhất. Những người chồng, những người con, người cháu của họ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nỗi đau ấy sẽ theo người phụ nữ suốt cả cuộc đời. Và hôm nay, hòa bình đã trở về với dân tộc Việt Nam, niềm vui đã trở lại, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đây. Có mẹ hàng ngày vẫn đang hòa mình vào cuộc sống đang đổi thay từng ngày, nhưng có mẹ không còn nữa vì tuổi già nhưng vẫn vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đó như một nguồn an ủi nhỏ nhoi dành cho các mẹ, bởi các mẹ đã làm nên niềm tự hào cho dân tộc Việt Nam. Sông gấm vóc hôm nay chuyện mình đổi mới từng ngày đẹp tươi, lắng trong câu hát tiếng cười lời ru của mẹ quyện lời nước non. Qua rồi khói lửa đàn bom, sử xanh ghi tạc lòng son già vàng. Lời ru câu hát ấm áp ân tình, hương đồng thơm mát bát ngát trời xanh. Vui quê hương thanh bình nhưng mẹ vẫn nặng lòng thương nhớ. Nhớ thương con của mẹ còn đang ở đâu xa. Vì nghĩa nước yêu tình ý nhà, lời hẹn ước ý, theo bước ông cha con quyết sông pha ý. Tuổi xuân vẫy gọi đi giữ yên đi sơn đi hải. Vượt ngàn dặm xa có tiếng mẹ ơi à, thiết tha hiền hòa. Tình mẹ như biển bao la, như khúc dân ca hát đi về tổ quốc cùng nơi chiến trường dấu gian nguy coi thường. Mẹ là đất nước quê hương nâng bước đường con đi. Mong đời nhớ thương bao đêm trường.
bóng quân thù xua tan mây mù. Cả đời mẹ dâng hiến yêu thương đất nước quê hương, ơn mẹ nhiều nhiều lắm. Năm tổ quốc vì công những trái tim hồng hiếu trung. Nghệ sĩ Đăng Kiên vừa trình bày bài Tình mẹ lời du do soạn giả Nguyễn Thị Hà soạn lời theo điệu Luyện Năm Cung. Sau đây, chúng ta cùng đến với không gian nhộn nhịp của hội làng, cùng vui với dân làng, vui với những đôi nam thanh nữ tú, bởi họ gặp lại nhau, trao nhau ánh mắt nồng nàn cho thỏa lòng mong đợi bao ngày qua bài Cùng nhau chảy hội quê hương do soạn giả Mai Văn Lạng soạn lời, top nam nữ trình bày theo điệu Hề Mồi Thắt Lưng Xanh. Anh em ta cùng nhau đi chảy hội, hội làng. Áng đi à, xuân vui cùng mau chân bước ta đi chảy hội làng. Áng đi à, xuân vui cùng mau chân bước ta đi chảy hội làng. Lời ca hãy
Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh như thẹn thùng nghiêng nghiêng trước nón bài thơ, thả làn tóc mây bay bay trong gió lộng, hay nhẹ nhàng ngân nga câu hát Huế thương trên sông Hương mộng mơ. Huế luôn làm người ta nhớ đến những khoảnh khắc rất tình và rất ngọt như thế. Chỉ một tiếng được cất lên thôi cũng đủ làm lòng người bình yên đến vậy. Để rồi bất kỳ ai khi tới đây cũng đều lưu luyến khó chia xa. Chúng ta cùng xuôi về miền Trung, thưởng ngoạn bức tranh êm đềm của Huế, biết được Huế đẹp đến nhường nào trong bài Gửi Huế Thương Yêu do soạn giả Hưng Thiên Huy soạn lời, nghệ sĩ Tú Minh Phương và nghệ sĩ Chu Cường trình bày theo điệu Quân Tử Vu Dịch. Sông nước lung linh xoay bóng hình thiên mùa, dù xa nhau anh vẫn nhớ vẫn thương. Dẫu nắng mưa cách trở đôi đường, người em gái sông Hương vẫn chờ vẫn đợi. Dù muôn trùng xa xôi dìu vời, đợi chờ ai để chiều tím chân mây. Em ơi, nhớ thương anh bắt nhịp câu. Sông Hương núi ngự anh nghĩa hẹn phố thăm Huế trong khúc âm vang như tiếng nghĩa gọi của lòng sông sông biết nghĩa rộn ràng lên khúc mi hát nhạt đi nhòa khói qua những gái sinh tựa ngàn hoa vành non trong chiều vành non trong chiều tà thiên mộ khói sương mi cuối chiều vương nắng chùa giây phút ly biệt xa xứ Huế đẹp mộng mơ chẳng vơi thương nhớ đợi chờ muôn nia chung cách nghĩ chờ sao mơ chẳng sao mơ chẳng buông
trình mời quý vị và các bạn lắng nghe những câu hát trữ tình ca ngợi Đảng, nhờ có Đảng mà đất nước phát triển, cuộc sống thanh bình ấm no trong bài Lời ca dâng Đảng do soạn giả Xuân Dinh soạn lời, top 5 nữ trình bày theo điệu Đào Liễu. Ơn sâu ghi tạc khôn nói hết lời, vinh quang hai chữ ngời sáng nơi nơi. Ai đêm hết sao một trời vời vợi, sánh công người Đảng kính yêu ơi. Thêm đẹp mi đất mi trời, ta chung tay dưới vùng vườn xuân cho đẹp đi đất đi trời, rừng núi biển khơi xuống lòng sông nước, người tiếp bước người sạch nghi bước bên nhau nguyện cùng xin giữ bền đi lâu đi, 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 đi. Điện sáng hay sao, tiếng máy rộn đi ràng, tiếp những giàn khoan, quài cười sông phố, bên những con tàu, tiếng hát ngân vào rạt rào, trong gió, trong gió mây. Chúng ta vừa nghe chương trình Hát chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Thưa quý vị, thưa các bạn, thông cha nghĩa mẹ bằng trời bằng biển. Không có ngôn từ nào kể hết được nghĩa mẹ tình cha. Phòng dân ca và nhạc cổ truyền hệ âm nhạc thông tin giải trí mở chuyên mục Ơn nghĩa sinh thành với hình thức thể hiện mới. Chương trình được phát vào lúc 13:05 thứ ba và 13:05 thứ sáu hàng tuần
trên sóng FM 102,7 MHz tại Hà Nội và 104,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, một món quà tinh thần để quý vị thính giả gửi tới song thân và cùng sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo. Để tham gia chương trình, xin hãy gọi số 024-39-39-3642 chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần, hoặc gửi những bình luận, câu chuyện vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com. Hàng tuần sẽ có thính giả nhận được những món quà ý nghĩa của chương trình. Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.